Tôi có bài thơ, cái tựa là Nếu thế giới này không có đàn ông. Tôi đọc lại, nếu thế giới này không có đàn ông, canh thiêu cơm sống lấy ai xơi? Ai là đối tượng bà la mắng? Ông ổng giọng bà có oai không? Nếu thế giới này không có đàn ông, thì đâu có cảnh móc túi chồng. Tiền lương khoản nọ bà thu tất, chỉ để cho chồng cái túi không. Xong rồi là một cái cô gái, cô trả lời: thế giới này không có đàn ông, các cô thiếu nữ chẳng cần chồng. Không cần đẻ chữa chi cho mệt, một mình nếu lạnh đắp chăn bóng. Nếu thế giới này không có đàn ông, đêm nằm yên giấc không ai phá, hỏi rằng như thế có sướng không?